Trứng ngoài nhưng mà thế nó chuyển ra trứng đúng bằng quả trứng để mình nhớ là có 4-5 hôm bẩn thế này. Đây nghe nào, nó có chấu nó mang lên thau mấy quả trứng nhặt cái rành to này. Quyền đéo đến thật là một xô trứng ngoài. Hãy subscribe cho kênh Fafa Farm Life để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
kéo lưới. Thank you.
không biết trong này có một nhà bá cô cũng như gì vậy. Thank you.